Đây, cuối cùng thì năm nay chắc cũng có chuối ăn rồi. Tại vì năm ngoái á, là chỉ có được có một buồng chuối thôi, mà buồng chuối của năm 2021 á, nó qua mùa đông, nó qua tới 2022 đầu năm vô chỉ được có một buồng chuối nhỏ thôi. Năm nay thì thấy bông chuối này nó mới nở rồi, tuần này nè, bữa lạnh liên tục. Mọi người thấy nó cháy lá hết rồi thấy không? Cây chuối này giờ thật sự ra nó không còn có bao nhiêu lá hết á chị, cái cây này là như là mất hết lá luôn rồi. Chỉ mong á, là còn có một hai lá như vậy, nhưng mà Vũ biết như vậy á, thì nó sẽ rất là lâu lớn nè, cái trái chuối nó ra đi nữa nó cũng rất là lâu lớn. Nhưng mà thôi kệ, có còn hơn không. Nè bên đây cũng vậy nè ha, cái cây bên này á, cái lá cũng te tua hết, tại vì không có thể nào mà che được, không có thể nào mà làm cái miếng cao che được, chỉ còn có bao nhiêu lá thôi, chỉ có lưa thưa vậy mà vài thứ thôi đó. Mọi người thấy nè, nó cũng ráng ra hai buồng chuối. Vô nghĩ này chắc có chừng nhỏ xíu, ở này chắc được một nải nè, hai nải nè, ba nải nè, dù nghĩ dữ lắm là cái này ra một nải nữa thôi à, là bốn nải thôi. Buồng chuối rất là nhỏ, không có bự như là mọi năm, tại vì khi mà nó ra mà cái cây chuối nào á, mà nó có thể được che chắn vào mùa đông á, thì cái lá nó mà còn tốt á, còn bự á, thì nó mới ra được cái buồng chuối bự. Chứ còn cái mà mùa đông á, mà nó bị mà cháy hết lá trơn vậy rồi, mà nó ra nó không có thể nào cũng đủ lá để mà nó nuôi cái chuối bự hết. Như cái cây này nè, thấy không? Như cái cây này thì cái thân này là cũng đang lớn nè, có thể là cái cây này ra bông tháng 5 á, về tháng chừng 3 tháng sau á. Đó, thì nó còn ra được vài cái lá tốt ha. Để cho mà nó có thể nuôi được cái buồng chuối á, thì quả mai thì nó tốt. Chứ còn mà nè, như cái cây này nè, cái chuối này cũng vậy nè, nó còn ra được chắc chừng hai ba lá nữa nè, thấy không? Thì nó sẽ ra buồng á, thì nó sẽ ngon lành đó. Nè, là cái thân cái cây này bự hơn nữa nè đó. Chứ còn mà nó ra mà nó ngay mà mùa đông giống vậy là nó sẽ cháy hết rồi, thì nó có ra bông đi nữa thì nó cũng không có bự được. Nhưng mà thôi, như cũng nói đó, thà nhỏ mà có còn hơn không. Đây là hai buồng ha. Đây còn cái má bên này thì tẻ tua hết mấy cái bên này. Mấy cái bên này là cây nó, mấy cây nào mà nhỏ nhỏ là tiêu hết. Hôm bữa Dũ cũng ráng lấy cái miếng vải trắng Dũ che mấy cái khuôn này, mấy cây nhỏ này nè, mà cũng che thì nó đỡ thôi, chứ nó cũng không có phải là hoàn toàn giúp được. Đó, chỉ là cái cây này nè, cái thân này bự nè, thấy không? Đó, cái thân này là cái thân chính nè. Đó, mong rằng là cái anh này năm nay là sẽ ra buồng chuối ngon nè. Đó. Rồi ba cái thằng này cũng vậy, ba thằng này cũng cháy te tua hết. Không, cháy nhìn thấy chán phèo luôn ha. Thì quay cho các bạn xem vậy đó, rồi đợi tới mùa xuân vô đi, bắt đầu nó tươi tỉnh lại để mình quay, rồi mình cho một phân biệt cho nó rõ ràng ha, coi coi nó sẽ tốt lên như thế nào nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem, nhớ cho một cái like với lại subscribe nha, đăng ký kênh. Rồi cảm ơn nhiều.